Một vụ án rúng động cả nước vừa xảy ra tại Tiền Giang. Nạn nhân là một nữ cán bộ phường 28 tuổi, con thứ hai trong gia đình có hai chị em gái. Từ nhỏ cô sống với người cô ruột ở gần nhà cha mẹ. Còn hung thủ trước khi gây án là một trung úy công an, đã có gia đình vợ con. Cả hai nảy sinh tình cảm ngoài luồng rồi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cơ sự người mất mạng, kẻ tù tội. Mới đây, cơ quan điều tra đã di lý Ngô Minh Thông đến mảnh đất trống gần công viên quảng trường thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng, để thực nghiệm lại hiện trường. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc. Ngô Minh Thông, trung úy hình sự vừa bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, khai rằng có mâu thuẫn tình ái nên đã hẹn cô gái ra chỗ vắng để sát hại, đưa cô lên ô tô chở đi phi tang. Ngày 4 tháng 1, Thông 29 tuổi, cựu cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi giết người. Sau đó, cơ quan điều tra đã di lý Thông đến mảnh đất trống gần công viên quảng trường thành phố Mỹ Tho để thực nghiệm hiện trường. Theo lời khai của Thông, hắn ta khai đã có vợ con, song quá trình công tác nảy sinh tình cảm với cô gái 28 tuổi là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 2 thị xã Cai Lậy. Gần đây, giữa hai người phát sinh những mâu thuẫn, Thông hẹn bạn gái gặp mặt để nói chuyện. Hôm 27 tháng 12, Thông đi ô tô đến bãi đất trống gần công viên quảng trường thành phố Mỹ Tho để gặp cô. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã về mối quan hệ tình cảm. Thông tức giận và bóp cổ cô đến khi tử vong. Trung úy cảnh sát sau đó trói tay cô và bỏ vào bao tải, đưa lên ô tô chở ra cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre, vứt xuống sông, rồi quay trở về đơn vị làm việc như bình thường. Hai hôm sau, người dân địa phương đã phát hiện nạn nhân ra vào bờ nên trình báo cho cảnh sát. Sau 3 ngày khoanh vùng điều tra, Công an Bến Tre xác định thủ phạm chính là Thông. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa công bố nguyên nhân và động cơ gây án của bị can. Nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có hai chị em gái. Từ nhỏ cô sống với người cô ruột, không có con cái, ở gần nhà với cha mẹ. Về người này, ông Phạm Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2 thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, trước khi trở thành cán bộ phường, cô sống rất tích cực cùng lực lượng đoàn viên tham gia vào phòng chống dịch COVID-19. Gần đây, cô cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ địa phương triển khai cấp căn cước công dân và cô sống gần gũi hòa đồng, có trách nhiệm với mọi người. Giữa năm ngoái, cô gái được nhận vào phường và phụ trách mảng bảo trợ xã hội. Lần cuối cùng mà ông Phạm Hoàng Vũ gặp nạn nhân là trưa ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 12, sau khi họp cơ quan xong. Chiều hôm đó, cô còn nhắn tin cho lãnh đạo xin nghỉ việc 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu để hoàn thành chương trình học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Do trước đó cô cũng từng nghỉ để đi học nên được lãnh đạo đồng ý. Cô ấy còn hứa sau khi về sẽ làm bù thứ Bảy và Chủ nhật để hỗ trợ cho công an làm dữ liệu dân cư. Ông Vũ nói, chỉ còn vài ngày nữa là phường tái ký hợp đồng công việc với cô ấy. Cho đến chiều ngày thứ Năm, phường có việc cần và gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không thể liên lạc được. Mọi người hỏi gia đình cô thì mới biết họ cũng mất liên lạc từ trước đó. Trước đó vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, người dân Bến Tre đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ bị trói và bỏ trong bao tải, giặt vào bờ sông Hàm Luông nên đã báo cho cơ quan công an. Nhận định sự việc có dấu hiệu hình sự, công an tỉnh Bến Tre đã vào cuộc để điều tra. Sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là chị Hát và Thông trở thành đối tượng tình nghi nhất nên đã bị yêu cầu phối hợp điều tra. Tại cơ quan điều tra, Thông thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã nảy sinh ý định sát hại chị Hát. Sau khi gây án, Thông đã trói nạn nhân vào bao tải rồi chở từ Tiền Giang sang Bến Tre ném xuống sông Hàm Luông để hòng phi tang. Ngày 15 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ phát hiện thi thể một người phụ nữ ở sông Hồng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, Tổng đài Cảnh sát 113 Công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một mảnh của thi thể người ở bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị Hồ Yến Nhi sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú ở Ba Đình, Hà Nội. Tập trung các hoạt động xác minh và điều tra, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Kiến Sương, Thái Bình.
Được biết Yến Nhi là một á khôi của một cuộc thi năm 2002, hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết đây là một vụ việc gây rúng động dư luận bởi hành vi của đối tượng gây án rất tàn nhẫn, man dợ. Hành vi không chỉ sát hại mà còn xâm phạm thi thể nạn nhân, nên đối tượng này có thể bị xử lý về nhiều tội danh và đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết chứng cứ trên hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc. Cơ quan điều tra cũng sẽ lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng nếu có, để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án. Theo ông Cường, với kết quả xác minh ban đầu như trên, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm này về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự để tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ mục đích gây án, đặc biệt là làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm để xác định ngoài hành vi giết người còn thực hiện hành vi cướp tài sản, hành vi xâm phạm thi thể của nạn nhân hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy nếu nghi phạm sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản, sẽ xử lý thêm nghi phạm về tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, trường hợp kết quả điều tra cho thấy nghi phạm không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong, hành vi này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự. Vị chuyên gia cho biết, thông thường với các trường hợp phạm nhiều tội sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Các đối tượng thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, giết người, hiếp dâm hoặc giết người rồi xâm phạm thi thể của nạn nhân thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất. Việc quyết định hình phạt trên cơ sở các quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng sát hại nạn nhân ở đâu, tại thời điểm thực hiện hành vi sát hại nạn nhân còn có ai biết, chứng kiến, có hành vi giúp sức, xúi dục hay không. Nếu ngoài đối tượng gây án còn có đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức, xúi dục đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng này cũng sẽ bị xử lý về tội giết người với vai trò đồng phạm. Về diễn biến truy bắt Tạ Duy Khanh sinh năm 1985, quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình khi đang lẩn trốn ở Thái Bình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái thông tin, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã có vợ con, cả gia đình bố mẹ Khanh đều đang sinh sống ở Hà Nội, ít khi về địa phương. Bản thân nghi phạm là người chưa có tiền án tiền sự. Lãnh đạo xã Hồng Thái cho biết, trước khi bị vây bắt, nghi phạm trốn trong nhà không có ai. Khi thấy cảnh sát tới, nghi phạm định tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu. Hiện tại Khanh đang được điều trị dưới sự giám sát của công an. Như vậy, từ khi phát hiện thi thể của Yến Nhi trên sông Hồng, chỉ sau 2 ngày Tạ Duy Khanh đã bị bắt. Được biết sau khi giành danh hiệu Á Khôi, Yến Nhi sống cuộc sống khá kín tiếng. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù có kinh nghiệm và đam mê lĩnh vực người mẫu, diễn viên, thế nhưng Hồ Yến Nhi ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó tích cực hoạt động thiện nguyện. Cô từng chia sẻ, tôi mang trong mình một trái tim yêu thương, lan tỏa và chạm đến những trái tim yêu thương khác. Tôi biết ơn trân trọng mối lương duyên tuyệt đẹp trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô thử chia sẻ hình ảnh đời thường xinh xắn. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Hồ Yến Nhi đã thử ADN, xác nhận người thân và dự định hỏa táng rồi đưa cho cốt của cô về Bắc Ninh.